Phân Ưu. Nhận được tin buồn, bà Nguyễn Thị Xuân, pháp danh Diệu Thu, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1928 tại Hà Nội, Việt Nam, đã từ trần lúc 10 giờ 9 phút sáng ngày 3 tháng 12 năm 2020 tại Irving, Texas, hưởng thượng thọ 92 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng chị Hoàng Huyền Nga và Tan Quyến. Kính nguyện cầu hương linh bà Nguyễn Thị Xuân, pháp danh Diệu Thu, sớm về miền Vĩnh Phúc nơi cửa Phật. Nhóm bạn đồng nghiệp GameStop, thành kính phân ưu.